Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này thì Nhất sẽ hướng dẫn bạn cái cách sử dụng phần mềm AutoMarket Play. Các bạn có thể tham khảo các bài viết hướng dẫn sử dụng phần mềm AutoMarket Play ở trên website đó là forysoftware.com. Các bạn truy cập vào trang chủ, sau đó các bạn kéo xuống phần chân trang, các bạn click vào cái dòng là hướng dẫn sử dụng. Và các bạn tìm kiếm đến cái bài viết đó là hướng dẫn sử dụng phần mềm AutoMarket Play miễn phí. Các bạn click vào để các bạn có thể đọc được cái bài viết này. Đồng thời các bạn xem cái video này để có thể nắm một cách rõ ràng hơn, trực quan hơn về cái cách sử dụng phần mềm AutoMarket Play, đúng không ạ? Rồi, đầu tiên thì Nhất sẽ tải cái phần mềm này về máy. Rồi, ok. Cái bài viết hướng dẫn này thì Nhất sẽ để ở phần mô tả của cái video này để cho các bạn dễ tìm kiếm, đúng không ạ? Rồi, ok. Ở cái giao diện này thì các bạn click vào tải phần mềm. Đầu tiên thì chúng ta cần phải tải cái phần mềm AutoMarket Play này về. Ok. Rồi, chúng ta chờ một chút để phần mềm tải về máy. Ok, tải về thành công rồi nha các bạn. Ok, nếu như mà máy của các bạn có phần mềm diệt virus thì các bạn nên tắt đi, đúng không ạ? Tắt cái phần mềm diệt virus đi. Và có cái phần tường lửa thì các bạn cũng nên tắt đi, để cho cái quá trình sử dụng cũng như là cái quá trình tải phần mềm về máy của chúng ta diễn ra thuận lợi nhất, đúng không ạ? Ok, đây là cái chú ý mà các bạn cần phải lưu ý. Rồi, bây giờ Nhất sẽ tiến hành truy cập vào. Ok, ở đây thì Nhất đã tiến hành tải về trước đó rồi. Tuy nhiên để hướng dẫn các bạn một cách chi tiết nhất thì Nhất đã tải lại cái phần mềm này. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành giải nén, đúng không ạ? Nhấn chuột phải và click vào Extract to AutoMarket Play. Rồi. Rồi bây giờ cái công việc của chúng ta là truy cập vào cái file này, rồi khởi động nó lên, click này, đó chúng ta chạy, đó, đây là cái giao diện mà chúng ta sẽ được sử dụng, đúng không ạ? Và dĩ nhiên đây là cái phần mềm mà Nhất đã được kích hoạt rồi. Nếu như bạn chưa được kích hoạt phần mềm thì nó sẽ hiện ra một cái mã, đúng không ạ? Đấy, Nhất sẽ tiến hành mở lại cái file hướng dẫn sử dụng này. Đây, nếu như mà bạn mới lần đầu tiên sử dụng thì nó sẽ hiển thị ra một cái mã như này. Các bạn chỉ cần nhấn OK, đúng không ạ? Các bạn quay trở lại trong web, trang chủ của Forey Software, các bạn click vô khung chat này. Rồi các bạn tiến hành gửi cái mã kích hoạt này, nhấn OK để copy, đúng không ạ? Các bạn paste cái dán vào đây, đúng không ạ? Ctrl V và thì ngay lập tức bộ phận hỗ trợ sẽ tiến hành kích hoạt phần mềm của chúng ta và chúng ta có thể sử dụng. Rồi, ở đây thì có một số cái mà các bạn cần phải lưu ý nữa, đó là các bạn cần phải biết cách lấy cái tọa độ, đúng không ạ? Cái tọa độ này và biết cách lấy cookie. Biết cách lấy cookie. Đây. Đây, đây lấy cookie. Thì các bạn đọc kỹ cái bài hướng dẫn này nhá. Các bạn cứ viết hướng dẫn này để các bạn biết cách lấy tọa độ này cũng như là lấy cookie. Ở đây thì Nhất sẽ tiến hành thao tác nhanh thôi. Rồi, ok, Nhất sẽ tiến hành click vào Facebook của Nhất. Rồi, đầu tiên thì Nhất lấy cookie ra, click vào trang chủ, đúng không ạ? Click vào trang chủ. Rồi, bây giờ chúng ta click vào, click chuột phải, đúng không ạ? Rồi, click vào cái phần đó là Ctrl Shift C này. Có những cái máy là Ctrl Shift Y, đúng không ạ? Hoặc là nhấn phím tắt là F12. Ok. Rồi, ở đây các bạn click vào Network. Rồi, ở đây các bạn có vào chủ nhất là BZ nhé, BZ. Rồi, click vào cái dòng này. Nếu như máy của bạn chưa có cái phần header này thì các bạn click vào header nhé. Rồi, kéo xuống để chúng ta copy cookie, đúng không ạ? Đây, cookie đây. Để bảo mật thì các bạn không nên tiết lộ cái cookie này cho ai hết nhé. Rồi, copy. Rồi, chúng ta quay trở lại phần mềm. Nhớ lưu ý là các bạn hãy tắt tường lửa, đúng không ạ? Tắt tường lửa và phần mềm diệt virus đi để cái quá trình sử dụng phần mềm cũng như là tải phần mềm về máy diễn ra thuận lợi nhất, đúng không ạ? Không bị gặp một số cái lỗi. Rồi, các bạn xóa cái mặc định này đi, đúng không ạ? Xóa cái cookie mặc định này đi và paste cái mà chúng ta vừa mới copy xong.
cái cookie mà Facebook của chúng ta muốn đăng lên đấy. Ở đây thì nếu như các bạn sử dụng 234 Facebook chẳng hạn thì các bạn cứ thế là paste vào thôi. À, paste vào đúng không ạ? Copy và paste vào. Ở đây thì nhất sử dụng một cái thôi đúng không ạ? Để cho nó nhanh. Rồi, tiếp đến thì các bạn cần phải chuẩn bị nội dung. Đó, nội dung thì bao gồm là tiêu đề này. Tiêu đề. Và các bạn lưu ý này, để random cái tiêu đề thì các bạn nên để nó trong dấu ngoặc nhọn như thế này đúng không ạ? Và cách nhau bởi cái dấu gạch đứng này. Tuy nhiên các bạn có thể sử dụng duy nhất một cái tiêu đề như thế này cũng được đúng không ạ? Không vấn đề gì cả. Rồi, tiếp đến là phần mô tả sản phẩm. Đấy, mô tả sản phẩm. Rồi, chúng ta cũng làm tương tự thôi. Control A đúng không ạ? Và Control V. Đó. Rồi, ở đây thì chúng ta đặt giá mặc định. Có thể là 0 đồng cũng được. Ở đây thì Nhất sẽ lựa chọn cái danh mục là trang sức phụ kiện, bởi vì Nhất sẽ đăng cái sản phẩm túi sách lên đây. Rồi, tiếp tục thì các bạn cần phải chuẩn bị một cái folder hình ảnh. Đấy, thì Nhất sẽ tiến hành truy cập vào cái folder đấy. Ok. Các bạn lưu ý nhé, là khi mà bài đăng thành công đến đâu thì ngay lập tức cái hình ảnh của chúng ta sẽ bị xóa đi từ đó. Ví dụ ở đây, một bài đăng thành công thì cái hình ảnh này nó sẽ xóa dần đi. Nên các bạn lưu ý là hãy sao lưu cái hình ảnh của chúng ta ra một cái file nữa để chúng ta lưu lại, để có thể lần sau chúng ta sử dụng, đúng không ạ? Tránh tình trạng là khi mà phần mềm đăng bài thành công rồi nó sẽ xóa mất đi thì chúng ta sẽ lại phải tải về rất là lâu, đúng không ạ? Chúng ta nên copy sao lưu ra một cái thư mục để chúng ta lưu, và chúng ta sử dụng cái thư mục còn lại để chúng ta tiến hành đăng lên. Đó. Rồi, ảnh logo thì các bạn có thể chọn hoặc là không được, ở đây thì Nhất không cần thiết. Đó, thì các bạn để mặc định như này. Số lượng ảnh trong bài đăng thì có thể là 1 hoặc 2 tùy các bạn điều chỉnh. Và tốt nhất thì các bạn nên để là 1 thôi, đúng không ạ? Rồi, tiếp đến thẻ tag thì các bạn có thể ghi là túi sách này. Rồi, cách nhau bởi dấu gạch đứng, đúng không ạ? Túi sách đẹp. Rồi, túi sách giá rẻ. Rồi, tiếp đến ở cái phần này là phần tọa độ. Thì các bạn lưu ý nhé, các bạn đọc lại cái bài viết hướng dẫn ở trên cái trang, cái bài viết hướng dẫn này để biết cách lấy tọa độ. Đó, thì ở đây thì Nhất đã chuẩn bị ra cái tọa độ ở đây rồi. Các bạn copy thì các bạn copy cái tọa độ ở trong cái file note này để cho nó đỡ bị lỗi, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ tiến hành Ctrl V vào. Đó, Ctrl V vào cái phần vị trí này. Ở đây, nếu như mà cái nick của bạn mới sử dụng á, thì các bạn nên để cái thời gian delay là khoảng 200-300 giây, đúng không ạ? Để cho cái nick của chúng ta tránh bị check boy thôi. Nếu như chúng ta làm nhanh quá thì Facebook nghi ngờ, thì sẽ gây nên tình trạng check boy nick của chúng ta. Chúng ta mất công mở khóa rất là mệt. Thì các bạn để 200-300. Tuy nhiên ở cái phần mềm này Nhất đã sử dụng rất là nhiều lần rồi, thì Facebook của Nhất đã quen với cái phần mềm này rồi, thì để làm 10 giây cũng được, không sao cả. Thì cái phần thời gian này nếu như các bạn đăng càng nhiều nick thì các bạn giảm đi, đúng không ạ? Đăng càng nhiều nick, bởi vì nó random theo tài khoản, random theo vị trí. Nên thành ra là nếu như các bạn đăng càng nhiều nick thì cái thời gian này nó sẽ càng rút ngắn đi. Đó, ở đây thì Nhất để là 10 giây, Nhất sẽ đăng 3 bài, đúng không ạ? Đấy, setup như vậy là xong rồi. Rồi bây giờ thì Nhất sẽ tiến hành click vào nút đăng. Đó, và chờ thôi. Bây giờ thì chúng ta có thể kiếm một ly trà hay là đi cà phê chúng ta uống, hoặc đi đâu đó chơi với người yêu. Thì quay trở lại. Đó, bài viết của chúng ta đã được đăng lên rồi. Vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Đây, các bạn có thể thấy không ạ? Đó, khi mà nó báo thành công và có cái ID bài viết này thì có nghĩa là thành công rồi. Đây, Nhất sẽ tiến hành quay trở lại cái Facebook của Nhất. Rồi, tắt cái này đi đúng không ạ? Rồi, dán thử cái ID này vào đây, đúng không ạ? Đây là ID bài viết. Đó, xuyệt facebook.com, xuyệt cái ID này, enter.
Đấy đúng không ạ? Bài viết chúng ta đã đăng này, tên Hồ Chí Minh này. Rồi ok, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy đấy, đấy là cái cách vô cùng đơn giản để chúng ta có thể sử dụng phần mềm Auto Market Play, một cái phần mềm giúp chúng ta đăng bài tự động lên Market Play đúng không ạ? Nó giúp chúng ta có nhiều thời gian hơn để chúng ta làm những cái việc khác mà không cần phải tốn công đăng từng bài lên nữa. Vô cùng tuyệt vời. Ok, như vậy là Nhất đã hướng dẫn cho các bạn xong rồi. Các bạn lưu ý là các bạn nên đọc cái bài viết này thật là kỹ đúng không ạ? Để biết cách lấy tọa độ và biết cách lấy cookie và làm theo những cái bước mà Nhất hướng dẫn ở trong cái video này để chúng ta sử dụng phần mềm một cách trơn tru nhất. Ok. Đấy, các bạn lưu ý là tắt cái ứng dụng hoặc là phần mềm diệt virus đi, cũng như là nếu như máy của bạn có tường lửa thì các bạn tắt tường lửa đi. Thì các bạn có thể lên internet, lên mạng, các bạn search lên Google, các bạn search thôi. Cái đấy là vô cùng đơn giản, không có vấn đề gì cả. Đó, ba bài đăng thành công rồi này. Đấy. Thì các bạn tiếp tục các bạn làm tương tự thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chúc các bạn thành công.